5. Phẩm khen ngợi thắng đức. Lúc bấy giờ, cụ thọ Xá Lợi Tử, cụ thọ Đại Mục Liên, cụ thọ Đại Ẩm Quang, cụ thọ Thiện Hiện, vân vân là những bậc được nhiều người biết đến và ngưỡng vọng. Các đại bí sô và bí sô ni cùng các chúng đại bồ tát, nam cư sĩ, nữ cư sĩ đều từ chỗ ngồi đứng dậy, chắp tay cung kính đồng bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa mà đại bồ tát sở hữu là Ba La Mật Đa vĩ đại. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa mà đại bồ tát sở hữu là Ba La Mật Đa sâu rộng. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa mà đại bồ tát sở hữu là Ba La Mật Đa đệ nhất. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa mà đại bồ tát sở hữu là Ba La Mật Đa thủ thắng. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa mà đại bồ tát sở hữu là Ba La Mật Đa thâm diệu. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa mà đại bồ tát sở hữu là Ba La Mật Đa nhiệm màu. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa mà đại bồ tát sở hữu là Ba La Mật Đa tôn quý. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa mà đại bồ tát sở hữu là Ba La Mật Đa cao siêu. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa mà đại bồ tát sở hữu là Ba La Mật Đa hơn hết. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa mà đại bồ tát sở hữu là Ba La Mật Đa tột bậc. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa mà đại bồ tát sở hữu là Ba La Mật Đa trên hết. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa mà đại bồ tát sở hữu là Ba La Mật Đa vô thượng. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa mà đại bồ tát sở hữu là Ba La Mật Đa tối thượng. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa mà đại bồ tát sở hữu là Ba La Mật Đa siêu đẳng. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa mà đại bồ tát sở hữu là Ba La Mật Đa không gì bằng. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa mà đại bồ tát sở hữu là Ba La Mật Đa tuyệt đỉnh. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa mà đại bồ tát sở hữu là Ba La Mật Đa tuyệt đối. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa mà đại bồ tát sở hữu là Ba La Mật Đa như hư không. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa mà đại bồ tát sở hữu là Ba La Mật Đa tự tướng không. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa mà đại bồ tát sở hữu là Ba La Mật Đa cộng tướng không. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa mà đại bồ tát sở hữu là Ba La Mật Đa nhất thiết pháp không. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa mà đại bồ tát sở hữu là Ba La Mật Đa bất khả đắc không. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa mà đại bồ tát sở hữu là Ba La Mật Đa vô tánh không. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa mà đại bồ tát sở hữu là Ba La Mật Đa tự tánh không. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa mà đại bồ tát sở hữu là Ba La Mật Đa vô tánh tự tánh không. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa mà đại bồ tát sở hữu là Ba La Mật Đa vô biến dị không. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa mà đại bồ tát sở hữu là Ba La Mật Đa không sanh. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa mà đại bồ tát sở hữu là Ba La Mật Đa không diệt. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa mà đại bồ tát sở hữu là Ba La Mật Đa không nhiễm. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa mà đại bồ tát sở hữu là Ba La Mật Đa không tịnh. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa mà đại bồ tát sở hữu là Ba La Mật Đa tịch tịnh. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa mà đại bồ tát sở hữu là Ba La Mật Đa viễn ly. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa mà đại bồ tát sở hữu là Ba La Mật Đa tịch trì. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa mà đại bồ tát sở hữu là Ba La Mật Đa điều phục. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa mà đại bồ tát sở hữu là Ba La Mật Đa minh chú. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa mà đại bồ tát sở hữu là Ba La Mật Đa chân thật. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa mà đại bồ tát sở hữu là Ba La Mật Đa khai phát tất cả công đức. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa mà đại bồ tát sở hữu là Ba La Mật Đa thành tựu tất cả công đức. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa mà đại bồ tát sở hữu là Ba La Mật Đa có khả năng phá trừ tất cả.
Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa mà Đại Bồ Tát sở hữu là Ba La Mật Đa chẳng thể khuất phục. Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa có đầy đủ năng lực lớn, tối tôn tối thắng, tối thượng tối diệu, có khả năng tu hành bố thí tuyệt đỉnh, có khả năng viên mãn bố thí tuyệt đỉnh, có khả năng thực hành bố thí Ba La Mật Đa tuyệt đỉnh, có khả năng chứng đắc tự thể tuyệt đỉnh, đó là thân tướng trang nghiêm, hảo diệu thù thắng vô biên, có khả năng chứng diệu pháp tuyệt đỉnh, đó là quả vị giác ngộ cao tột. Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa có đầy đủ năng lực lớn, tối tôn tối thắng, tối thượng tối diệu, có khả năng tu hành tịnh giới tuyệt đỉnh, có khả năng viên mãn tịnh giới tuyệt đỉnh, có khả năng thực hành đầy đủ tịnh giới Ba La Mật Đa tuyệt đỉnh, có khả năng chứng đắc tự thể tuyệt đỉnh, đó là thân tướng trang nghiêm hảo diệu thù thắng vô biên, có khả năng chứng diệu pháp tuyệt đỉnh, đó là quả vị giác ngộ cao tột. Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa có đầy đủ năng lực lớn, tối tôn tối thắng, tối thượng tối diệu, có khả năng tu hành an nhẫn tuyệt đỉnh, có khả năng viên mãn an nhẫn tuyệt đỉnh, có khả năng thực hành đầy đủ an nhẫn Ba La Mật Đa tuyệt đỉnh, có khả năng chứng đắc tự thể tuyệt đỉnh, đó là thân tướng trang nghiêm hào diệu thù thắng vô biên, có khả năng chứng diệu pháp tuyệt đỉnh, đó là quả vị giác ngộ cao tột. Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa có đầy đủ năng lực lớn, tối tôn tối thắng, tối thượng tối diệu, có khả năng tu hành tinh tấn tuyệt đỉnh, có khả năng viên mãn tinh tấn tuyệt đỉnh, có khả năng thực hành đầy đủ tinh tấn Ba La Mật Đa tuyệt đỉnh, có khả năng chứng đắc tự thể tuyệt đỉnh, đó là thân tướng trang nghiêm hào diệu thù thắng vô biên. Có khả năng chứng diệu pháp tuyệt đỉnh, đó là quả vị giác ngộ cao tột. Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa có đầy đủ năng lực lớn, tối tôn tối thắng, tối thượng tối diệu, có khả năng tu hành tịnh lự tuyệt đỉnh, có khả năng viên mãn tịnh lự tuyệt đỉnh, có khả năng thực hành đầy đủ tịnh lự Ba La Mật Đa tuyệt đỉnh, có khả năng chứng đắc tự thể tuyệt đỉnh, đó là thân tướng trang nghiêm hảo diệu thù thắng vô biên, có khả năng chứng diệu pháp tuyệt đỉnh, đó là quả vị giác ngộ cao tột. Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa có đầy đủ năng lực lớn, tối tôn tối thắng, tối thượng tối diệu, có khả năng tu hành Bát Nhã tuyệt đỉnh, có khả năng viên mãn Bát Nhã tuyệt đỉnh, có khả năng thực hành đầy đủ Bát Nhã Ba La Mật Đa tuyệt đỉnh, có khả năng chứng đắc tự thể tuyệt đỉnh, đó là thân tướng trang nghiêm hảo diệu thù thắng vô biên, có khả năng chứng diệu pháp tuyệt đỉnh, đó là quả vị giác ngộ cao tột. Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa có đầy đủ năng lực lớn, tối tôn tối thắng, tối thượng tối diệu, có khả năng an trụ cái không nội, cái không ngoại, cái không nội ngoại, cái không không, cái không lớn, cái không thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô vi, cái không rốt ráo, cái không không biên giới, cái không tản mạn, cái không không đổi khác, cái không bổn tánh, cái không tự tướng, cái không cộng tướng, cái không tất cả pháp, cái không không thể nắm bắt được, cái không không tánh, cái không tự tánh, cái không không tánh tự tánh tuyệt đỉnh, có khả năng viên mãn cái không nội cho đến cái không không tánh tự tánh tuyệt đỉnh, có khả năng thực hành đầy đủ cái không nội cho đến cái không không tánh tự tánh tuyệt đỉnh, có thể chứng đắc tự thể tuyệt đỉnh, đó là thân tướng trang nghiêm hảo diệu thù thắng vô biên, có khả năng chứng diệu pháp tuyệt đỉnh, đó là quả vị giác ngộ cao tột. Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa có đầy đủ năng lực lớn, tối tôn tối thắng, tối thượng tối diệu, có khả năng an trụ chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp trụ pháp thật tế, cõi hư không, cõi không thể nghĩ bàn tuyệt đỉnh, có khả năng viên mãn chân như cho đến cõi không thể nghĩ bàn tuyệt đỉnh, có khả năng thực hành đầy đủ chân như cho đến cõi không thể nghĩ bàn tuyệt đỉnh, có khả năng chứng đắc tự thể tuyệt đỉnh, đó là thân tướng trang nghiêm hảo diệu thù thắng vô biên, có khả năng chứng diệu pháp tuyệt đỉnh, đó là quả vị giác ngộ cao tột.
Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa có đầy đủ năng lực lớn tối tôn tối thắng tối thượng tối diệu, có khả năng tu hành bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo tuyệt đỉnh, có khả năng viên mãn bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo tuyệt đỉnh, có khả năng thực hành đầy đủ bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo tuyệt đỉnh, có khả năng chứng đắc tự thể tuyệt đỉnh, đó là thân tướng trang nghiêm hảo diệu thù thắng vô biên, có khả năng chứng diệu pháp tuyệt đỉnh, đó là quả vị giác ngộ cao tột. Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa có đầy đủ năng lực lớn tối tôn tối thắng tối thượng tối diệu, có khả năng an trụ thánh đế khổ tập diệt đạo tuyệt đỉnh, có khả năng viên mãn thánh đế khổ tập diệt đạo tuyệt đỉnh, có khả năng thực hành đầy đủ thánh đế khổ tập diệt đạo tuyệt đỉnh, có khả năng chứng đắc tự thể tuyệt đỉnh, đó là thân tướng trang nghiêm hảo diệu thù thắng vô biên, có khả năng chứng diệu pháp tuyệt đỉnh, đó là quả vị giác ngộ cao tột. Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa có đầy đủ năng lực lớn tối tôn tối thắng tối thượng tối diệu, có khả năng tu hành bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc tuyệt đỉnh, có khả năng viên mãn bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc tuyệt đỉnh, có khả năng thực hành đầy đủ bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc tuyệt đỉnh, có khả năng chứng đắc tự thể tuyệt đỉnh, đó là thân tướng trang nghiêm hảo diệu thù thắng vô biên, có khả năng chứng diệu pháp tuyệt đỉnh, đó là quả vị giác ngộ cao tột. Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa có đầy đủ năng lực lớn tối tôn tối thắng tối thượng tối diệu, có khả năng tu hành tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ tuyệt đỉnh, có khả năng viên mãn tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ tuyệt đỉnh, có khả năng thực hành đầy đủ tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ tuyệt đỉnh, có khả năng chứng đắc tự thể tuyệt đỉnh, đó là thân tướng trang nghiêm hảo diệu thù thắng vô biên, có khả năng chứng diệu pháp tuyệt đỉnh, đó là quả vị giác ngộ cao tột. Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa có đầy đủ năng lực lớn tối tôn tối thắng tối thượng tối diệu, có khả năng tu hành pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện tuyệt đỉnh, có khả năng viên mãn pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện tuyệt đỉnh, có khả năng thực hành đầy đủ pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện tuyệt đỉnh, có khả năng chứng đắc tự thể tuyệt đỉnh, đó là thân tướng trang nghiêm hảo diệu thù thắng vô biên, có khả năng chứng diệu pháp tuyệt đỉnh, đó là quả vị giác ngộ cao tột.